Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay là một cái lịch phát sóng đột xuất, giống như những cái tập truyện ngắn lần trước của Cửu Long Huyễn Sự. Đây sẽ là một cái truyện ngoại truyện mới và phát song song với chiều dài của Cửu Long Quái Sự Ký, để giúp cho mọi người hình dung hơn về thế giới của Cửu Long Quái Sự Ký, về thế giới của những tác phẩm truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Thật ra thì mà nói thì những quý thính giả nào nếu như không theo dõi Cửu Long Quái Sự Ký và nghe những tập truyện riêng lẻ này thì vẫn có thể hiểu được, tại vì đó là một câu chuyện riêng biệt, không ảnh hưởng mấy tới cốt truyện. Nó chỉ giúp giải thích thêm mà thôi. Và trong tập truyện lần này có tựa đề là Chuyện Lục Lâm của miền Tây, thì chúng ta sẽ hình dung Lục Lâm ở miền Tây là như thế nào. Nó có khác với những cái Lục Lâm ở trong những cái bộ truyện hay là bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc hay không? Và chúng ta sẽ hình dung hơn rõ nét về cái bối cảnh của Lục Lâm trong thế giới truyện của Lâm Gia Thái Bảo nhé. Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho bộ truyện này, tại vì đây là một bộ truyện mà Huy đặc biệt rất là yêu thích. Có thể là nó dài tập, mọi người nghe cảm thấy không theo nổi, không theo kịp về cái độ dài của nó. Nhưng mà một bộ truyện mà viết được rất nhiều những cái thứ, những cái địa danh, những câu chuyện ở miền Tây, miền Lục tỉnh, và Huy sẽ đặc biệt ủng hộ bộ truyện này. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Chuyện Lục Lâm của miền Tây, Cửu Long Huyễn Sự, ngoài truyện Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Có lẽ khi nghe nói đến lũ vệ, ai ai cũng đã hình dung ra một khung cảnh tang tóc đau thương, nước dăng trắng xóa, mưa phủ đầy trời, tối tăm mặt mũi, ngồi trên nóc nhà đợi ghe xuồng đi qua cứu trợ. Cảnh tượng đó không phải hiếm ở đất nước chúng ta, nhưng không phải lũ nào cũng chỉ đem đến đau buồn. Miền Tây kênh rạch chằng chịt, đặc sản là ruộng đồng và những thứ nảy nở từ ruộng đồng, cũng chính là những con kênh xung quanh. Nếu mất đi hết kinh trạch, có lẽ miền Tây chẳng còn gì quyến rũ. Hiện tại việc làm đê, cống hoàn thiện phục vụ tưới tiêu đã gần như xóa đi cảnh nước lên nửa nhà, khắp nơi trắng xóa một màu như hồi 2000 đổ lại. Lũ như vậy kỳ thực là giúp hồi sinh vùng đồng bằng Cửu Long, đem cá tôm về cho bà con. Mất đi cảnh lũ ấy kể ra cũng thật hoài niệm, nhưng chẳng trách được. Thời cuộc bắt buộc phải gác lại niềm vui của con nước lên. Và hôm nay xin hậu cùng mọi người một chuyện đã xảy ra rất lâu, để hiểu hơn về nhóm người Lục Lâm sẽ làm gì trong mùa nước nổi này. Tháng 9 âm lịch năm 1970, đâu đó trên khúc sông Hậu, 4 giờ chiều, mưa rơi rả rích liên hồi, không phân biệt được sáng tối, chân trời. Nhìn bốn bề đều là bọt nước đầy mặt sông. Sóng không cao, nhưng việc chạy ghe trên sông trong điều kiện thời tiết như thế này là vô cùng nguy hiểm. Liêm Đen đánh lái, đưa chiếc ghe đi sát vào bờ bên phải của sông. Chỗ này đi lên thêm chừng 10 cây số là gặp một cái đồn giang thuyền. Tấp vào gần đó giờ này thế nào cũng bị đồn trưởng gọi lên nhậu, thế thì tốn kém lắm. Liêm Đen chật lưỡi rồi uống ly rượu cho ấm bụng, lựa chiều nước để đậu ghe. Anh tấp vào một bãi trống tương đối cao ráo, có nhiều cây sao to lớn thoải tán ra như một cái ô tự nhiên che mưa. Liêm kêu út đớt ra thả nèo, cắm sạo. Bản thân anh ta cũng ra coi nắp hầm có bị rỉ nước hay không, lơ là một chút là gạo hư hết. Đến lúc xong xuôi thì trời đột ngột bớt mưa rồi tạnh hẳn đi. Bầu trời vẫn một màu u ám như cái mền lông chuột trùm bốn phương tám hướng. Út đớt hỏi: rồi sao hiên, có đi tiếp không? Liêm Đen nhìn con nước, mưa xong, đầu nguồn đổ về rất mạnh, nước cuồn cuộn sôi bọt. Anh nói: thôi, nước vậy đi hao dầu lắm, làm sao có lợi được. Không gấp không gấp đâu, đợi trưa mai đi, nước đứng thì mình đi. Hai người thay đồ nấu cơm. Trong lúc Liêm Đen đang nêm nồi cá khô quẹt, vốn đã khô queo và không còn chút gì ăn được,
Anh ta xoa bụng nói: bà mẹ, trưa đi gấp quá, quên mua thêm đồ ăn rồi, giờ thèm quá mày. Út Đớt lắc đầu: thì cũng hi kêu đi cho kịp con nước đó chứ, ăn dằn bụng thôi cũng được, chứ bây giờ quăng chài biết chừng nào mới có ăn. Trong lúc Bao Tử tréo lên từng hồi, Liêm Đen chợt nghe xa xa vọng tới tiếng chim kêu. Anh và Út Đớt nhìn nhau, mắt sáng rỡ kêu lên: ồ mẹ nó, cúm núm mày ơi, đang ngay mùa nữa. Thôi mày kiếm gì dằn bụng, tao đi bắt mấy con về nhậu cho đã mày ơi, mưa này ăn cơm kho quẹt á thì chết sướng hực. Được được, bá cháy luôn hìa, có trắng mối hay trắng gì cũng được, quá đã. Thì đi đi, em coi ghe cho. Nói rồi cả hai ra mũi thái dây, thả cái xuồng ba lá xuống. Ghe đang khẩm, nước mấp mé ngang lượng, đổ xuồng ra không tốn mấy sức. Út Đớt lấy cây đèn pin của lính Mỹ mà nó mới mua ở Mỹ Tho đưa cho Liêm Đen. Trên xuồng thì có sẵn dây và tấm thiết để làm cái lụp bắt chim, dao và một cái đèn bão để dưới lòng xuồng. Với kinh nghiệm của Liêm Đen thì đi mấy hồi mà về, nghĩ tới mồi nhậu. Liêm Đen nhẹ chèo đưa xuồng dọc theo bên bãi, coi tiếng cúm núm phát ra từ đâu. Tiếng nó dậy nhộn nhịp, không lẽ có tới cả một bầy hay sao? Lúc bấy giờ anh chỉ thấy cao lắm là một khu có 2-3 con, đằng này nghe tiếng chắc phải gần 20 con. Tiếng phát ra từ sau rặng cây sau, có một con kinh nhỏ trọng độ 5 thước, hai bên mọc đầy dừa nước. Đang mùa lũ, dừa nước bị ngập một nửa, chỉ còn luống lên mấy tán lá nhọn quắc như vô số lưỡi kiếm màu xanh tua tủa đâm lên từ dưới nước. Trời sau mưa rất là tối, Liêm Đen dặn núm đèn cho sáng lên. Cây đèn pin lính Mỹ do có cái co ngoặt thành hình dạng chữ L ngược, nên khi móc cạnh dài vào túi áo, ánh sáng trội ra phía trước qua đầu đèn ở cạnh ngắn rất là tiện lợi. Liêm Đen thấy con kinh chỉ dẫn đi một đường, bơi cả 200-300 thước mà vẫn không thấy ổ chim đâu, trong khi tiếng kêu thì cứ nghe như sát bên. Chèo tới thì dường như lại xa thêm một chút. Cứ vậy Liêm Đen chèo đi rất xa. Đến lúc ý thức được, muốn quay ghe lại thì khung cảnh trống trải, nước dằn trắng xóa hiện ra trước mặt, thấp thoáng một vài đốm đen hình tam giác nổi lên trên nước. Đích thị Liêm đã bơi tới một ngôi làng. Mùa nước nổi, thôn xóm bị ngập cả. Người dân hoặc đi về dùng cao ráo khác, hoặc chịu trận tại nhà bằng cách kê dán làm những cái sạp bên trong mà ngủ. Chuyện đồ ăn thì không phải lo, cứ giăng câu rồi đi nằm, sáng ra là có cá. Liêm Đen thấy thôn xóm tối om, có lẽ mọi người đã đi hết. Anh bơi xuồng chậm chậm vào giữa làng, lắng nghe tiếng chim kêu mỗi lúc một dày hơn, nhưng không xác định được. Tức tối và có chút hoang mang, Liêm Đen thấy một rặng cây thấp, coi bộ là một liếp giường của ai đó, có thể có trắng mối hoặc là cúng núm ở mấy cái gò đất nhô cao. Anh liền đánh xuồng qua bên đó. Đây là một rặng cây tạp, mít, ổi, chuối trồng đang xen nhau lộn xộn. Có một cái gò đất cao hơn mặt nước độ nửa thước, có hình vuông, mỗi cạnh chừng 30 thước. Đất đắp rất đều và thẳng. Anh không hiểu dụng ý của người chủ là cái gì mà lại đắp thành hình thù như vậy. Ngẩn ngơ nhìn quanh giây lát, Liêm Đen nhớ lại mục đích của mình khi vào đây. Tiếng chim kêu mỗi lúc một gần, có vẻ như ở ngay bụi mít đằng trước. Anh đánh xuồng đi tới, chèo lại gần thì một mùi hoa thoang thoảng làm cho Liêm Đen thích thú. Nhìn bên mé xuồng thì ra là một cụm bông súng ma rất lớn, cọng to và tròn, màu sậm đẹp. Súng ma mùa nước nổi là thứ đặc sản, ăn với lẩu mắm, bông điên điển thì hết sảy. Thấy tiện tay, Liêm Đen cầm dao định cắt một bó đem về. Có điều lạ đó là thường súng ma chỉ nở vào nửa đêm, bây giờ mới 5-6 giờ chiều, sao lại nở hết rồi chứ? Anh nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn cứ đưa tay kéo cái thân nó lên rồi cắt ngang, dài chừng 1 thước là vừa. Tay cứ quen, đột nhiên nghĩ thấy nặng. Anh đưa mắt nhìn xuống, thân bông súng nối liền với một cánh tay tím ngắt,
đang buông thõng như chết trôi. Liêm Đen sợ quá, la lên một tiếng thiếu điệu té khỏi xuồng. Cây súng ma bập bềnh trên nước, sợ mình sôi nhầm, Liêm Đen chụp cây đèn pin mở sáng hết cỡ, rồi tay cầm dao tay cầm đèn nhìn xuống nước. Cây bông súng vẫn bình thường, không có cánh tay tím tái nào bên dưới hết. Nghĩ mình bị ảo giác cho nên nhìn nhầm, Liêm Đen thở dài, liếc qua đống bông súng đã hái, ngẫm lại thấy cũng đủ rồi nên thôi, tiếp tục chèo về phía bụi mít. A Dè vừa ngồi xuống định chèo thì rầm một tiếng, mũi xuồng va vào thứ gì đó cứng chắc ở dưới nước. Tiếng chìm kêu cùm cùm cứ vang dậy. Liêm Đen sững sờ trông thấy mũi xuồng là hai con cún núm đang đứng trên mặt nước, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ như hai viên than đỏ. Nó cứ kêu lên liên hồi cùm cùm, càng lúc càng lớn. Tò mò, anh đứng dậy bước ra đầu mũi. Hai con chim bạo dạn không hề sợ, cứ đứng đó ngẩng lên nhìn anh. Nó kêu hệt như đang mắng anh động chạm tới thứ gì của nó vậy. Liêm Đen nhớ lại, mũi xuồng anh vừa va vào thứ gì đó ban nãy. Trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ trùng mình, anh nuốt nước bọt, thầm mong rằng đó không phải là thiệt. Cây đèn pin trong tay của anh cũng rung rung, chậm chậm sôi xuống nước. Thứ mà mũi xuồng anh vừa va vào chính là hai cái bia mộ của mã sông Tán đang chìm bên dưới. Hai con cúm núm càng kêu càng lớn hơn, hung hăng đập cánh xua đuổi. Liêm Đen trội đèn một vòng thì ra cái khu hình vuông này là một cái nghĩa địa. Mã nằm loạn xạ bên dưới. Trong làn nước trong vắt, ánh đèn sôi xuống thấy rõ mồn một. Liêm Đen bắt đầu cảm thấy sợ, đột nhiên đuôi xuồng rung động, hệt như có ai đó chụp lấy mà lắc mạnh vậy. Anh quỵ xuống, tay chụp đầu mũi, mặt dí sát vào con cúm núm, bị nó mổ giật cả mình. Liêm Đen bò thối lui, quay ra sau chụp cây dầm, thì thấy thân dầm có dấu bàn tay ướt đẫm. Là ai đã chụp lấy nó? Không biết. Liêm Đen cũng mặc kệ, mũi xuồng bám đầy những bông súng ma. Chúng vắt ngang tựa như dây thừng đang cố trói chiếc xuồng lại. Liêm Đen khấn lầm rầm: "Lại ông bà cô cậu, tha cho con, con cố tình mạo phạm, con đi, con đi." Nói rồi khu dầm như máy nổ, bơi ra khỏi cái khu líp vuông này. Đột nhiên chớp trạch ngang trời, sấm nổ đùng đùng như pháo hạm. Mưa trút xuống dữ dội, không thua gì hồi nãy. Khắp nơi lại phủ một màu trắng. Trong cơn mưa như thế này, làm sao mà bơi? Liêm Đen lây quay chèo thì xuồng va vào một vách nhà. Tầm nhìn hết sức hạn chế, vách nhà này chính xác như chui ra từ mặt nước vậy. Làm sao Liêm Đen né được? Anh ta tính tới tính lui, đành chèo ra trước xin tá túc một lát, đợi khi bớt mưa mới chèo về ghe. Xuồng bơi vào hàng ba, Liêm Đen vuốt nước mưa thì mới thấy bên trong đã lên đèn, có mùi nhang khói, trông như chủ nhà vừa cúng cơm xong hay sao đó. Anh ta khép nép đứng bên cửa sổ, nhìn vào trong mấp máy: "Có ai nhà không? Cho tôi nhờ." Bên trong tối đen, Liêm Đen đậu xuồng bên gian trái, gian giữa trống không, ngập nước, gian phải kéo màn. Bên trong chắc là bàn thờ hoặc là chỗ ngủ. Lúc này phía sau vang lên tiếng máng son nội, kêu lảng xoảng. Có một người phụ nữ chừng 30 bước ra, chùi tay vào quần bà ba đen sắn ngang gối, quấn khăn tràn ngang cổ, tóc búi gọn gàng, cầm cái đèn cày lại gần chỗ cửa sổ rồi nói: "Chú tới kiếm ai? Có việc gì?" Liêm Đen thật tình nói ra hoàn cảnh của mình, cho xin đậu xuồng ngoài hàng ba, đợi tạnh mưa sẽ đi. Người phụ nữ nhìn cơn mưa đang kêu gào ầm ầm mới nói: "Thôi, chú vô trong này ngồi nè, buộc xuồng vô cột đi. Chú đứng ngoài đó trúng gió cảm lạnh chết đó. Vô đây tôi nấu nước trà nóng uống cho ấm." Liêm Đen từ chối 5 lần 7 lượt đều không được, nghĩ thầm chắc cũng không sao, nên mới buộc hở cái xuồng rồi lên dán kê trong nhà bước vào bên trong. Bên trong khá là tối, chỉ có ánh đèn cậy trong tay người phụ nữ,
và ánh sáng sau tấm rèm. Không biết là bàn thờ hay đèn dầu, nhưng có vẻ ảm đạm. Liêm Đen vừa ngồi xuống thì không biết chuẩn bị hồi nào, người phụ nữ đem ra một bình trà nóng và mấy miếng sườn heo chiên cũng bốc khói thơm ngào ngạt. Chị ta nói: "Chắc chú lạnh với mệt lắm ha. Ăn uống chút đi, tạnh mưa rồi đi về cũng được. Còn không thì cứ ngủ lại đây. Chứ đường tra có khi gặp xấu gặp trăng đó, nó quấn là khỏi vậy." Liêm Đen nhìn người phụ nữ cũng có vẻ kiều diễm, nghe tới lời đề nghị ngủ lại đêm nay thì thoáng trong đầu không khỏi nghĩ tới những thứ bậy bạ. Nhưng làm sao anh ta dám làm sằng bậy, lắc đầu nói: "Dạ, em cảm ơn chị hai giúp đỡ. Em xin phép uống miếng nước lát rồi em đi, chứ không thôi hàng xóm dị nghị chết." "Có gì đâu chú ơi, ở đây bà con xóm giềng thân tình không hà. Chú không ở đây thì qua nhà kế bên, bà Năm hay ông Tư cũng được. Chứ chú đi tôi không an tâm đâu." Nói rồi, người phụ nữ đi ra nhà sau, dường như đang chuẩn bị chén dĩa, nói giọng ra: "Chú ở đó đi, tôi làm mồi nhậu, sẵn rủ bà con kế bên qua lai trai cho đỡ buồn ngày mưa nghe." Liêm Đen trầm ngâm, định bụng không nói nữa. Lát tạnh mưa, cứ thế mà đi cho xong. Liền cầm ly trà nóng lên định uống. Vừa nâng lên thì thấy trong túi áo trộn rộn như có con gì bò. Anh đặt ly trà xuống, kéo cái đèn pin ra coi có phải giác đĩa hay thằng lằn trắng mối gì không. Á Về vừa rút cây đèn ra, có thứ gì đó như dầm đâm ngược vào da thịt anh. Do đang ở nhà của người lạ, Liêm Đen cũng biết kiềm chế nên chỉ kêu khẽ một tiếng u da mà thôi. Nhìn lại thì ra là ba cái chân nhang cắm ở cái khe dắt bên thân đèn pin. Chân nhang đâm mà sao đau tới như vậy? Vấn đề là tại sao cây đèn pin lại có chân nhang? Liêm Đen nhớ lại lúc Út Đất mua cây đèn vậy, ngay khi ghe chuẩn bị đợt khởi hành rồi. Đang lúc không có đồ cắm nhang, nó lấy cây đèn ra rồi cắm nhang vào cái thanh dắt ở trên thân đèn đỡ, xong rồi lo nhậu mà quên lấy ra. Liêm Đen gỡ chân nhang định ném đi thì chợt toàn thân anh lạnh ngắt, tựa như đang ngồi trong một cái kho đông lạnh. Căn nhà thoáng chốc âm u hơn rất nhiều. Gió bên ngoài lùa vô, tóc tấm rèm bên trái nhà bên phải lên. Và cảnh tượng trước mắt làm cho anh muốn thét lên thêm một lần nữa. Bên trong là một cái hòm đen gác trên hai thanh gỗ. Di ảnh là một người phụ nữ, chính là chủ nhà. Lư hương đầu hòm vẫn còn cháy đỏ, ngọn đèn dầu kế bên chợt phừng lên thứ ánh sáng xanh lờ ma quái. Liêm Đen đi ghe nhiều, đã từng nghe qua những câu chuyện ma quỷ thôn xóm, có điều đây là lần đầu tiên anh tự mình trải nghiệm. Liêm Đen liếc nhìn ra nhà sau, có vẻ như người phụ nữ vẫn chưa hay biết, đang lây quay chặt thứ gì đó trên tấm thớt, nghe rất mạnh tai, hệt như đang chặt xương bò vậy. Lại có âm thanh sàn sạc, hệt như thứ gì đó liếm lên tấm thớt. Liêm Đen nuốt nước bọt, cầu trời khấn Phật, sau đó trón rén bước ra hàng ba, kéo dây xuồng rồi chèo đi một mạch. Mưa vẫn còn rất lớn, tứ bề mù mịt, Liêm Đen chỉ biết cắm đầu chèo. Xuồng lướt qua mấy căn nhà kế bên, nhà nào nhà nấy đều phủ tấm phướng màu trắng để chữ tang, cùng với cái hòm gác trên hai thân gỗ, lư hương cháy đỏ. Có hòm còn đèn cầy lên xa, có hòm thì không. Chợt từ phía sau lưng vọng tới tiếng gào thét dữ dội: "Mày đâu? Mày trốn đi đâu? Mày trốn không được đâu cái thằng kia, chui ra đây!" Con mụ đó đã phát hiện ra. Liêm Đen dồn mấy trăm phần trăm sức lực vào từng cú chèo, xuồng lao đi như băng băng, tiếng gào trú vẫn vang vọng ở đằng sau. Liêm Đen biết bà ta có thể nhìn thấy cái xuồng mà đuổi theo. Anh đánh liều cởi hết đồ trên người, đẩy xuồng trôi đi. Lúc này đã tới đoạn kinh có dừa nước, anh phóng xuống hít bột hơi thật sâu rồi lặn trốn vào trong đám dừa.
Và quả nhiên, con quỷ cái đó trèo trên tấm nắp hộm lao tới bằng bằng. Vừa thấy xuồng thì đã nhảy bổ lên, chụp cái áo anh để lại mà xé nát dễ như bẩn. Trong nó bây giờ da tím tái, tóc trắng như cước, thân gầy như tre khô, đứng khum khum cái lưng, nhè nành, từ trong miệng túa ra một dòng nước dãi vàng khè. Đêm đen không dám ngồi lên hết, cứ nấp bên trong đám dừa, bơi từ từ vô sâu hơn nữa. Con quỷ cái biết là đã để sổng anh, liền gào lên, tiếp tục chèo trên cái nắp hòm mà đi tìm chỗ khác. Liêm đen lo sợ nó đánh lạc hướng, cho nên chưa dám kinh động, cứ ngâm mình trong nước một lúc lâu. Chừng nửa tiếng sau, cơ thể của anh đã nhăn nheo vì nước và lạnh. Biết con quỷ đã đi tìm chỗ khác, Liêm đen bơi chậm chậm trong đám dừa nước ra, nhưng không dám đi ra kinh. Chốc sau, đã thấy dòng sông Hậu bát ngát hiện ra đằng trước. Ánh trăng soi sáng mặt sông, lấp lánh như cái đĩa bằng vàng. Chỉ còn một chút nữa thôi là ra ghe. Có út đớt, biết đâu con quỷ cái này nó sẽ sợ. Đột nhiên, tiếng cười the thé vang lên ngay trên đỉnh đầu. Con quỷ ấy đu trên ngọn dừa, đưa mắt nhìn anh. Mày trốn đi đâu thằng kia? Đưa mạng đây cho tao. Nói rồi, nó thả mình xuống như loài dơi khi bay, đu từ cành dừa này qua cành dừa khác, thoáng chốc đã sát bên Liêm đen. Anh kêu lên một tiếng, vội hụp đầu xuống sông mà trốn đi. Hơi bây giờ không biết từ đâu tuôn ra, anh lặng cứ như vậy mà vung tay vung chân loạn xạ, bơi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng cũng không được bao lâu, anh thấy cơ thể đuối sức, dòng chảy ở đáy sông Hậu rất mạnh, cuốn anh đi như một con cá chết. Anh phải ngồi lên. Vừa lú đầu ra khỏi nước, một bàn tay gầy nhẵn chụp lấy đầu anh. Anh hét lớn. Cái tay đó nắm tóc anh giật mạnh, một tay khác gõ vào thái dương, rồi giọng một ông lão vang lên. Bình tĩnh đi cậu kia, tôi tới cứu cậu đây. Nói rồi lại ấn đầu Liêm xuống. Con quỷ lúc này không biết kiếm đâu ra cái nón lá, nó đội sùm sụp che đi khuôn mặt gớm ghiếc, chống cái xuồng của anh tới sát bên rồi hỏi ông lão. Ông già, có thấy một thằng độ 30 to cao ở trận bơi qua đây không? Ông lão đáp. Không thấy. Ai dè đúng lúc này, bản năng sinh tồn của Liêm đen trỗi dậy quá mãnh liệt. Anh hết hơi, giằng tay ông lão ra, rồi trồi lên thở lấy thở để. Con quỷ hất cái nón ra kêu lên. Thì cha mày dám giấu nó. Được, tao xé xác cả hai đứa bay. Nói rồi nó nhào tới, hai bàn tay 10 ngón nhọn quắt, tựa như cái lưỡi dao định xé nát mặt ông lão ra. Ai dè ông ta gạt đi dễ như bẩn, rồi nói. Nè, bữa nay tao không muốn đồ xác thêm nữa. Mày trả xác cho người phụ nữ này, cho cút đi thì tao tha. Cách đây 5 cây số về hướng bắc có một ngôi chùa nhỏ, tới đó nghe kinh sám hối. 30 năm sau đi đầu thai lại, chớ có giấc dưỡng như vậy, tao đánh cho khổ siêu sanh đó. Con quỷ thì vẫn cười lên khằng khặc. Mày là cái gì mà mạnh miệng dữ vậy? Đạo sĩ túi hả? Tao ăn công dưới chục thằng rồi. Ông lão sấn tới, cánh tay nhanh như cắt phóng đi, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu đỏ như đèn chớp, một chiêu xé nát cổ họng con quỷ cái. Ông lão nói. Xui cho mày, tao là đập miễu của Lục Lâm, không phải đạo sĩ. Con quỷ cái ú ớ trợn mắt nhìn ông, hai cánh tay của nó như bị sấy khô, co quắp lại. Ông ta dùng tay còn lại chụp lên đầu nó, rồi nói. Đại hắc thiên cái. Lòng bàn tay của ông tựa như có một khẩu pháo khạc đạn, nghe oanh lên một tiếng, cùng với ánh sáng như đèn điện chớp rất nhanh rồi tắt ngấm đi. Con quỷ tan biến thành tro bụi. Liêm đen tuy ho sù sù vì sặc nước, nhưng những chiêu thức trừ yêu diệt ma vừa rồi của ông lão khiến cho anh hết sức tò mò. Nhìn ông ta chăm chăm
Ông lão tới kéo Liêm lên, hỏi han tình hình. Liêm kể lại chuyện gặp ngôi làng ma quái. Ông ta thở dài rồi nói: "Ôi, đợt này nước lên đột ngột. Chỗ này hai bữa trước có cơn dòng, nhiều người làm đồng bị hụt chân, chết đuối nhiều lắm. Do nước nổi lên không chôn được, đành để đại một cái hòm trong nhà. Xui sao con quỷ mượn xác người đàn bà đó định bắt người ăn thịt đó. Tôi nghe tin nãy tới đây định bắt nó, mà giờ có cậu mà đỡ tốn công đi tìm. Chuyện để hòm trong quan tài này thì vốn rất bình thường ở miền Tây vào cái mùa nước đây. Nhưng mà cả một làng như vậy thì đúng là trùng mình thiệt đó." Ông lão đưa cái áo tơi đi mưa để Liêm trùm lên cho đỡ lạnh, rồi nói: "Nè nè, ghe cậu ở đâu? Để tôi chở cậu về." Liêm trung trung chỉ tay về hướng đầu ghe. Ông lão cười rồi hỏi: "Ủa, cậu không sợ tôi là phỉ cướp chặn ghe cậu mà giết người cướp cổ hay sao?" Liêm nhìn ông lão giây lát rồi mới đáp: "Dạ, nếu bác muốn giết con thì giết rồi. Với lại đi ghe gần chục năm, cướp sông cướp rừng nhìn ra sao á, con liếc cái liễu biết liền à. Nhìn bác không có giống." Ông lão cười khà khoái chí. Liêm hỏi: "Ừ, lúc nãy bác dùng bùa chú gì mà diệt được con quỷ đó vậy?" "Không phải bùa, đạo sĩ mới xài bùa, lục lâm xài chú. Dùng kinh văn xông lên trên da thịt, thi triển thì đọc kinh văn ra, tự da thịt tỏa ra pháp lực thiêu đốt ma quỷ. Đó là cách của lục lâm dùng đó." "Ủa, lục lâm là gì vậy bác?" "Ủa, vậy chứ cậu không phải người Lý gia sao?" "Ủa, Lý gia hả? Không, con đi ghe bình thường thôi. Ủa, có phải gia cái Lý gì ghê gớm đâu bác." Ông lão nghe xong thì có vẻ ngạc nhiên, liền bước tới gần Liêm đen, đưa tay lên chụp xương đầu rồi nắn thử, hệt như thầy bói xem cốt, thì chợt cười lớn. "Hay lắm, không phải người của Lý gia mà lại có tướng cốt thật tốt như thế này hay sao chứ?" Liêm khó hiểu, còn chưa kịp hỏi thì ông lão đã mở lời trước. "Đã vậy chứ cậu nghe tới lục lâm chưa?" "Dạ chưa." Ông lão nghe xong thì kéo tay áo lên. Cánh tay của ông có hình xăm của một hình Phật tọa thiền. Rồi sau đó ông thọc tay xuống nước, đọc: "Thiên đàng ẩn quang, khai." Tức thì lòng sông sáng rực lên, tựa như đèn pha công sức lớn trồi thẳng xuống đó vậy. Liêm lát mắt nhìn, nuốt nước bọt, sợ rằng ông ta cũng là loài quỷ sống thì chết luôn. Ông lão hiểu ra, cười khà rồi nói: "Cái này không có phải tà môn ngoại đạo gì ghê gớm đâu, chỉ là những thứ hữu ích đi diệt ma của lục lâm tụi tôi thôi." "Ôi mà lục lâm là cái gì vậy bác?" Lúc này đã chèo tới ghe của Liêm, Út Đớt ngủ gục trên cabin, thấy Liêm đen đi tay không vậy, lại dẫn theo một ông lão thì ngơ ngác. Liêm sai nó đi nấu nước làm ấm trà, còn anh thì đi thay đồ. Ông lão nhìn Út Đớt cũng cười có vẻ thích thú lắm, thoải mái ngồi dựa lưng vào cabin, chê thuốc để mà hút. Lát sau, mặc dù không muốn lắm, nhưng Út Đớt đành ăn cơm trắng với kho quẹt, mốc lắm thì còn vài miếng khô đuối để làm mồi nhậu. Liêm đen mới đem cái chuyện gặp quỷ cái ra kể lại cho Út Đớt, làm mặt mày nó xanh như tàu lá. Cả hai đều vô cùng thắc mắc lục lâm rốt cuộc là như thế nào. Ông lão cười cười, nhấp một ngụm rượu, kéo hơi thuốc, thoải mái gác tay lên gối, rồi mới tự tốn nói: "Được rồi, để ta kể cho hai cậu nghe đó về cái gọi là lục lâm." Đầu thế kỷ thứ nhất và thứ hai đã xuất hiện những ghi chép cổ nhất về các nhóm người sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Trình độ tổ chức xã hội tuy chưa cao,
nhưng họ cũng có một số cơ sở văn hóa thành thị tạo tiền đề cho các đô thị sau này của văn hóa Ốc Eo, tức là Phù Nam. Khu vực này vào thời đó đã là một trạm trung chuyển hết sức sầm uất. Các tuyến đường từ Ấn Độ, Indo, thậm chí xa hơn là Trung Đông, Tiểu Á, khi đến giao thương với Trung Quốc, đều dừng lại ở đây để sửa chữa thuyền, tiếp lương thực. Khi quay về thì mua ở đây các nguyên liệu, ngọc quý và trang sức. Nhu cầu vàng bạc đá quý khi đó phải nói là cực kỳ lớn. Miền Tây lúc đó chủ yếu là đầm lầy, kinh rạch, lượng vàng không nhiều. Chủ yếu là kiểu mua đi bán lại. Như vậy thì làm sao mà lời nhiều được? Với lại không chủ động được lượng hàng. Hai thế kỷ này đánh dấu một tiền đề cho giới lục lâm. Bắt đầu xuất hiện những con người đi thu mua. Lúc ấy họ được gọi là Phệ Đà, vì hay cải trang thành người truyền Ấn Độ giáo, dùng kinh Phệ Đà, rồi có cái tên như vậy. Mãi sau này mới có danh xưng chính thức cho họ, Thả Diệu. Sang cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, nhà nước Phù Nam bắt đầu xác lập vị thế. Bên cạnh đó, khu vực này nổi lên một số thế lực khác như thời kỳ Tiền Ăn Co. Các đô thị nhỏ như Ca Lâu, Cổ Ngạn, Tất Đà phân bố lẻ tẻ từ dãy Hà Tiên, Thất Sơn, Hồng Ngự. Lúc này vị thế trạm trung chuyển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một trung tâm thương mại rất lớn. Lý do là thay vì chỉ thu mua rồi bán lại bảo vật như trước kia, nhóm những người Phệ Đà đã phát triển ra thêm. Họ đi săn những thứ là thế mạnh, có dùng đầm lầy đồi núi ở Nam Bộ, như da hổ, nanh hổ, nanh trăng, mật vích, sừng tê, rồi đến cả ngọc trết, ngọc kỳ lân, kỳ nam trầm hương. Những mặt hàng này khi ấy săn hay còn dễ, giá trị lại cao. Các vùng Trung Hoa hay Tiểu Á rất ưa chuộng. Lúc này có một nhóm nhỏ từ Phệ Đà dần tách hẳn ra khỏi giao thương, chỉ chuyên đi săn hàng. Họ chính là giới săn lan. Thời kỳ đầu của Lục Lâm kéo dài đến khoảng thế kỷ thứ 7. Khi đó vương quốc Phù Nam sụp đổ đi, biến mất một cách hết sức khó hiểu. Từ một trung tâm giao thương sầm uất, Nam Bộ lúc này dần trở thành hình thức đô thị nhỏ lẻ như xưa. Thành quách mọc lên rừng cây, rồi từ rừng cây mọc lại thành quách không biết bao nhiêu lần. Lúc này Lục Lâm co cụm lại, vẫn tiến hành các hoạt động săn tìm và giao thương. Phía Bắc thì các vương quốc Tiền Chăm Ba, hay lúc đó còn gọi là Lâm Ấp. Tây thì là Chân Lạp, vẫn có các thuyền buôn từ Tiểu Á, Ấn Độ, tuy quy mô không còn lớn như trước. Lúc này xuất hiện ra một biến động tiếp theo. Khoảng những năm 605, nhà Tùy bên Trung Quốc, thời Tùy Dạng Đế, đánh chiếm Lâm Ấp, lập ra quận Tỷ Ảnh. Lâm Ấp khi đó có thuật chế tác cả đá và gỗ rất là tốt. Những thợ thuyền chuyên làm đồ tán cho vua chúa xứ này đều bị nhà Tùy truy lùng gắt gao. Một phần đã trốn chạy về phương Nam, tụ lại với Thả Diệu và Săn Lan. Họ chế tác các đồ thủ công phục vụ cho mục đích của hai giới kia. Ban đầu còn chưa có danh xưng, họ hay gọi mình là Bách Phường Thợ, nghĩa là chế tác ra cái đồ gì cũng được. Sau này khi Lục Lâm ổn định, họ có tên gọi chính thức là Hàng Thịt. Thời kỳ tiếp theo của Lục Lâm khá bình ổn. Thị trường chủ yếu lúc này là Ăn Co và Trung Hoa. Biến động tiếp theo mãi tới năm 1258, tức là lần đánh quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai. Lúc này một đạo quân thủy do Toa Đô chiếm đánh Chiêm Thành, phía nam Đại Việt, để tạo ra thế gồng kìm với hai cánh quân phía bắc, quyết tiêu diệt vua Tôi nhà Trần. Trong lần hai này, do rút kinh nghiệm ở lần đầu, vì binh lính không quen thổ nhưỡng phương Nam, bệnh mà chết rất nhiều, nên Toa Đô bèn đem theo rất nhiều thầy thuốc để lo cho quân sĩ. Lần thứ hai thất bại, Toa Đô rút chạy đi. Lo sợ bị trả thù nên các vị thầy thuốc này cũng bỏ trốn rất nhiều. Chiêm Thành là nước nhỏ, lại gần tầm ảnh hưởng của quân Mông Cổ, họ bèn chạy thật xa vào phương Nam, đến khu vực ngày nay là thuộc biên hòa Tây Ninh
rồi định cư ở đó. Thời gian đầu, Lục Lâm vốn ở đồng bằng sông Cửu Long, vẫn chưa có thông tin về họ. Sau này do danh tiếng cho nên cũng tìm đến. Đầu thế kỷ thứ 14, Lục Lâm chính thức có một nhóm chuyên lo thuốc thang trị thương riêng. Thời gian đầu, nhóm thầy thuốc này gọi là Hoa Đà Túc, nghĩa là cái chân của hoa đà. Nghe qua có ý như khiêm tốn về tài năng của họ. Tuy nhiên thực ra nó có nghĩa là hoa đà chạy trốn. Với lại nhờ vào có chân cho nên hoa đà mới đứng được. Khẳng định họ đứng được ở cái xứ này là nhờ vào tài năng. Và họ chính là tổ tiên của Hàng Trong. Khoảng cuối thế kỷ thứ 14, Hồ Quý Ly chuyên quyền uy hiếp vua Tôi nhà Trần. Dùng quê Thiên Trường, Nam Định của vua Trần trước kia là làng chài yên lành, nay bỗng nhiên bị truy sát. Bên Trung Quốc lúc này nhà Minh đang ráo riết chuẩn bị quân để mà đánh Đại Việt. Dòng họ vua Trần ghét cay ghét đắng những kẻ như Trần Ích Tắc, thà chết chứ không qua đất Bắc, nên cũng dạt về Nam. Phương Nam biển đẹp, cá nhiều, sản vật xa khởi vô cùng phong phú. Những người này ban đầu đi săn tổ yến máu, săn san hô bảy màu, vi cá rồi bán ra. Lục Lâm nghe tiếng, bèn tìm tới đặt hàng những kèo ngon. Họ là những thông hải đời đầu. Tuy nhiên, khi đó họ tự gọi là Trần Vĩnh Thôn. Thời điểm đó thì đóng tại vùng ngày nay là Phú Yên. Trễ hơn thông hải một chút, ngoài Bắc Hà vào giai đoạn Nam Bắc Triều, tức là triều nhà Mạc trút lên Cao Bằng, nơi có sự giao thoa văn hóa với vùng Vân Nam Trung Quốc. Trước khi nhà Mạc bị diệt đi, một số người trút sang Trung Quốc mưu đồ phục hưng nhà Mạc. Tuy nhiên nhà Minh lúc này đã vào thời kỳ tàn vận. Khi nhà Mạc vong khoảng năm 1592 thì nhà Thanh đang dần lớn mạnh lên. Việt Nam ở vào thời Lê Trịnh, có quân đội nằm thuộc hàng cứng. Dù mình chứa chấp loạn quân Mạc Triều, không khéo lại tạo cơ hội nhà Trịnh kéo quân sang đòi hỏi, thì chẳng khác nào Bắc chống quân Thanh, Nam lo quân Lê Trịnh. Cho nên mới ép bức tàn dư của Mạc Triệu phải đi nơi khác. Thế là nhánh này di dân sang Miến Điện, lúc này là Triều Tao Gu. Tuy nhiên nội bộ Miến lúc này cũng rối loạn, điều kiện sống khắc khổ. Nhánh Mạc này không chịu được, lại tiếp tục đi về phương Nam theo dòng Mekong, lần lượt qua các nước Lan Sang, Ao Thaya, Chân Lạp, mãi đến đầu thế kỷ thứ 17, tức là vào khoảng năm 1620, họ tới vùng Nam Bộ. Lúc này vẫn là vùng đất ít chịu ảnh hưởng từ các quốc gia khác. Họ dừng chân ở Gò Công và Cái Bè, lập ra Tưởng Mạc Thôn. Trải qua bao nhiêu năm bôn ba lặn lội từ Trung Hoa, rồi qua Miến, Xiêm, Chân Lạp, thứ họ thu được nhiều nhất là phương thức bùa chú của các văn hóa trên. Miền Tây khi đó hãy còn là rừng thiên nước độc, ma quỷ vô số. Thầy Pháp không phải là không có, tuy nhiên phương pháp trị ma còn thô sơ. Những hậu nhân họ Mạc này đem đến một phương pháp khác, uy lực và hiệu quả hơn, do đã đúc kết rất nhiều được kinh nghiệm. Khi đó họ hay đi trừ ma kiếm sống, xưng là Tưởng Mạc Đạo Nhân, nghĩa là đạo sĩ nhớ về nhà Mạc. Họ tạo ra các phương pháp diệt ma, tạo ra phù. Họ là tiền nhân của dân Đập Miễu. 80 năm sau, cũng là họ Mạc, nhưng là một nhóm người của Trung Quốc di cư để tránh nhà Thanh. Những năm 1700, họ cập bến Hà Tiên ngày nay, biến Hà Tiên thành một đô thị sầm uất trở lại. Những người này dẫn đầu bởi Mạc Cửu. Và trong những người đi theo ông, có một nhóm thầy phong thủy, lo sợ bị nhà Thanh bắt đi xây lăng mộ, cho nên đã vượt biển. Họ có tài xem về long mạch, trấn yểm, kể cả các loại bùa ngải trấn long khác. Ban đầu họ sống ở Hà Tiên, rồi dần dần đi sang các vùng lân cận. Ngành nghề của họ phù hợp cho những ai muốn đi săn lan hoặc đập miễu. Thế là không rõ chính thức từ lúc nào, họ trở thành một phần của Lục Lâm với cái tên gọi là Đạo Diến. Để nói ngắn gọn về Lục Lâm, chỉ có thể dùng từ vô cùng bí mật để diễn tả.
tất cả đều tuân thủ theo quy củ, luật lệ bất thành văn, vô cùng khắc khe. Vi phạm thì phần nhiều cầm chắc là cái chết. Lục Lâm không có đầu lĩnh như các tổ chức hội nhóm khác, gia nhập vào giới cũng không có lễ kết nạp hay có vật pháp bảo gì ghê gớm hết. Muốn có thì tự đi mà tìm. Nếu nói như vậy thì tại sao tổ chức nghe lỏng lẻo mà lại tồn tại được? Chủ yếu nằm ở một chữ: liều. Như đã nói ở trên, Lục Lâm không có thủ lĩnh, chỉ có quy tắc hành xử. Cứ theo đó mà làm thì là Lục Lâm, không được thì nói không được, được thì nói được. Bao nhiêu nhánh con trong Lục Lâm đều phải đặt chữ liều lên làm đầu. Săn lan liều mạng lấy bảo vật, đập miễu thì liều mạng diệt ma. Hàng trong liều mạng đi theo các nhánh kia để trị thương, đều vì kế sinh nhai cả. Mà nếu đã như vậy thì cần cái gì phức tạp? Cứ ai làm đổ nồi cơm của đồng đạo thì giết. Vậy Lục Lâm có tàn nhẫn hay không? Cái đó thì tùy. Phần lớn họ là những người bình thường, hoặc là mong muốn phát tài, hoặc mong muốn cứu người, đều có sẵn máu liều thì tìm tới Lục Lâm. Không ai biết thời kỳ hoàng kim nhất, tức là khoảng những năm đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, thì Lục Lâm có bao nhiêu người. Chỉ biết số người mới gia nhập luôn xem với số người chết đi. Dĩ nhiên, để đi vào quy củ, Lục Lâm cũng phải trải qua nhiều thay đổi. Thay đổi trong cách làm việc thì một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn phải kể tới một người đập miễu, tên là Mạc Hải Vinh. Cười đặt nền móng cho một tổ chức, nghe qua thì chẳng khác gì trò đùa của đám trẻ con, nhưng thực tế lại làm việc hết sức trơn tru. Thậm chí làm việc nguy hiểm chết bỏ cũng trở nên hết sức nhẹ nhàng. Mạc Đạo Sư sinh khoảng năm 1740, tại khu vực ngày nay thuộc đâu đó từ Cái Bè, Tiền Giang đến Dũng Liêm, Vĩnh Long. Nhà có ba đời đập miễu. Bản thân ông năm 11 tuổi đã theo chân cha mình đi đập cái miễu đầu tiên. Mạc Hải Vinh dáng cao to, tinh thông cả thập bát bang võ nghệ, Lục Lâm lẫn huyền học Trung Hoa. Theo những gì được lưu truyền lại, ông là người khẳng khái, thẳng tính, hay giúp người, cực kỳ căm ghét bọn cậy quyền cậy thế hiếp đáp người nghèo. Có lần một mình ông xông thẳng vào tư dinh của một tay phú hộ nọ, dùng võ nghệ đánh gục cả thải 75 gã tráng điền cầm vũ khí gậy gộc, mục đích là để cảnh cáo việc tay phú hộ nọ áp bức nông dân. Sau cái chuyện đó, chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong bắt đầu có ý định chiêu dụ ông vào hàng ngũ, nhưng ông từ chối. Ngon ngọt mãi không được, triều đình Đàng Trong ra lệnh truy nã, quy động rất nhiều quan binh, có cả lính đánh thuê. Để tránh rắc rối, ông ẩn cư ở vùng núi rừng biên giới. Khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra, có nhiều lời đồn về việc Mạc Hải Vinh có mặt trong hàng ngũ đó, mặt khác thì quyên góp bảo vật. Lúc này loạn can qua ập tới, ít nhiều việc làm ăn của Lục Lâm bị trở ngại, nếu không nói là đình trệ cục bộ. Tuy nhiên, sau khi nhà Tây Sơn vừa nắm quyền, cả giới Lục Lâm vô cùng bất ngờ khi thấy Mạc Hải Vinh trở lại, bắt đầu kết nối với các kèo làm ăn, hồi sinh lại giới Lục Lâm. Nhà Tây Sơn giữ ngôi chẳng được bao lâu thì bị Nguyễn Ánh đoạt về Giang Sơn. Dĩ nhiên, Mạc Hải Vinh lại nằm trong danh sách tróc nã của triều đình. Lo sợ Lục Lâm lần nữa ngưng động, nếu vậy có thể dẫn tới lụi tàn, ông đã tập hợp những người có uy tín nhất trong giới, tụ hợp lại tại một hang núi thuộc Thất Sơn, An Giang, để đặt ra những điều luật, quy củ. Sau này hậu nhân cứ theo đó mà làm, tránh bị thiên hạ phát hiện ra. Trong các luật lệ, quan trọng nhất có ba điều: không hỏi han công việc của nhau, việc ai nấy biết, muốn biết thì để tự người đó kể ra. Ăn đồng chia đủ, nói được làm được, nhận lời là phải làm. Bảo vật quý phải liều mới có, nhưng cấm liều trên sinh mạng của người khác, cấm lừa gạt ăn cắp. Ba điều luật nghe tuy đơn giản, nhưng áp dụng vào Lục Lâm khá khó khăn. Mạc Hải Vinh phải nhiều lần ra tay nghiêm trị mới vào khuôn phép được. Cũng trong buổi họp đó, để chính thức đưa Lục Lâm vào bí mật, đồng nghĩa họ phải có ám hiệu với nhau.
trước mặt Hải Vinh không phải là Lục Lâm không có ám hiệu, nhưng mỗi trường phái mỗi khác, giao tiếp chung hết sức khó khăn. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, diễn ra như cơm bữa. Mạc đạo sư đặt ra 6 nhóm chính với các tên là Săn Lan, Đập Biểu, Đào Giếng, Hàng Trong, Hàng Thịt, Thả Diệu. Cùng với tên mới, ông đề xuất một bộ tiếng lóng riêng cho tất cả dân Lục Lâm. Họ gọi là Lục Ngữ. Lục Ngữ là đúc kết kinh nghiệm quan sát của Mạc Hải Vinh, tìm những thứ tương đồng khác trong đời sống để thay thế cho thứ cần nói. Nhưng nếu người ngoài nghe sẽ không hình dung được. Ví dụ như phương tiện vận chuyển của Thả Diệu thì gọi là bột câu. Nếu chở người thì lúc tính tiền gọi là múc nước cho bột câu. Chở đồ động vật thì nói là bột câu ăn thịt, thịt dai nên nhả ra, nhờ người đưa thứ khác. Nếu là đi buôn bán thì nói là đang đi giao đũa. Mối làm ăn lớn gọi là đũa dính máu. Ý nói nếu phát hiện ra sẽ bị triều đình xử trảm. Kèo vừa thì gọi là đũa ngà voi, kèo nhỏ gọi là đũa tre. Người Thả Diệu hoạt động ở một địa phương sẽ gọi là giật dây tại địa phương đó. Thông điệp là một nhóm có ít người hơn, hành tung bí ẩn. Nếu so với đồng nghiệp, đi săn tổ yến máu thì họ gọi là phơi màn đỏ. Mò ngọc trai thường thì là hái nhãn biển. Mò ngọc đen gọi là móc mắt cá ngừ. Thường khi tới một địa điểm nghi là địa bàn của Lục Lâm, bên khách sẽ nói: ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy, năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn, núi liền núi, sông liền sông, núi sông này có... Chỗ ba chấm thì điền danh tự liên quan tới chuyên môn của mỗi nhánh. Bên chủ khi đó sẽ nói ra lai lịch, bao gồm tên và nhánh con của mình. Ví dụ Săn Lan thì hỏi là Lan bao đũa. Đập Miễu thì hỏi là Miễu biết hát. Hàng Trong thì hỏi là Quẩy Gánh. Thông Hải thì hỏi về Bắc Ma Gia. Quẩy Gánh nghĩa là số đồ nghề của một Hàng Trong. Một người mới vào nghề chỉ tính riêng kim châm có khoảng 108 cây, làm khoảng 10 năm thì có khoảng 370 cây, 20 năm thì 710 cây, 30 năm là 810 cây. Những ai Hàng Trong 40 năm thì vô cùng hiếm, hoặc không thể xài thêm những loại kim khác. Kim thủ thần Y Lục Tỷ, đệ tử của Lý Huỳnh, là có bộ đồ nghề khủng nhất, chuyên kim thôi là 1579 cây. Đó là nói ví dụ cho dễ hiểu, chứ muốn tường tận thì e rằng rất là khó. Trở lại chuyện Mạc Hải Vinh cải tổ Lục Lâm. Sau lần họp đó, nội bộ có một số cá nhân đứng ra chống đối. Đứng đầu là Trương Thiên Quảng, một người thuộc nhánh Đào Giếng. Quảng và thuộc hạ của y lấy lý do là hành tung của Mạc Hải Vinh mập mờ. Có thể Hải Vinh đã đứng hẳn về phía triều đình, âm mưu bán đứng tất cả Lục Lâm. Mạc Hải Vinh cùng những người đồng ý cải tổ và phe bên kia đấu với nhau mấy tháng. Cuối cùng phe của Thiên Quảng thất thế, y trốn lên vùng biên giới Miến Điện và Vân Nam Trung Quốc. Sau này thuộc hạ của ông ta xuất sơn, lấy tên là Na Long Hội. Sau khi ổn định được Lục Lâm, Mạc Hải Vinh ít xuất hiện hơn, ngao du đây đó. Có lần ông đi ngang qua vùng bây giờ là Tà Bạ, An Giang. Khí trời xa sầm tối đen, âm khí dâng cao. Giống là một người tinh thông quyền học, gồm cả y, bốc, tinh, tướng. Trong đó y là y học theo kiểu truyền thống, bốc là xem quẻ, tinh là xem sao, chiếu tinh định mệnh, tướng là xem nhân tướng học. Nhận thấy vùng này có một sự sắp đặt của tạo hóa, ông liền gieo một lượt đến mấy quẻ. Quẻ nào cũng đều như nhau. Biết rằng trời đã sắp đặt nên ông không dám can thiệp, chỉ đành để lại một vật gia bảo nhà ông ở dưới một cái lư đồng trong miếu quan. 10 năm sau, một chàng thanh niên trẻ vì muốn bảo vật với lư hương mà đã ra tay giúp dân làng đó diệt trừ yêu ma tích lĩnh ở trên núi. Chàng thanh niên đó tên là Võ Kỳ Hưng. Câu chuyện diệt tích lĩnh, tiên cá hồ Tà Bạ như mới xảy ra hôm qua đi thôi.
Liêm Đen và Út Đớt nghe ông lão kể mà quên cả uống rượu, ăn cơm, chăm chú lắng nghe, mũi đốt không thấy ngứa. Đến khi kể xong thì họ trầm trồ. Đó giờ con mới biết luôn á. Liêm Đen hỏi: Nãy bác nói lý gia gì đó, họ là ai? Bộ con giống họ lắm hả? Ông lão cười và đáp: Chuyện đó đó thì để bữa khác tao kể cho nghe, giờ thì tranh thủ nhậu đi. Sau vài dòng rượu, ông lão nói: Rượu bày mùa dở quá, có dịp ghé qua chỗ tao uống định sơn tủ là bá cháy đó. Dạ thất lễ quá, nãy giờ tụi con chưa biết tên bác để xưng hô cho phải. Tao thứ năm ở trong rừng tràm á, nên đồng đạo gọi là năm tràm. Tụi bay có đi tỉnh biên thì ghé qua nhà tao. Trở về năm 2019, nói đến miền Tây là nói đến đồ đồng, đặc sản từ hệ thống kinh rạch chằng chịt đan xen, rồi nhà vườn cây trái triệu quả. Nói ra thì hình ảnh đó ngày nay khá là ít. Nếu không có người am tường dẫn đi, khách dùng ngoài rất dễ thất vọng vì hình ảnh ruộng đồng kinh rạch, vườn cây trái không như mong đợi. Những thứ mà ai cũng biết là còn khó mà tìm được hàng xịn là như vậy. Thử hỏi Lục Lâm 10 phần bí mật thì những thú vui của họ được mấy người ngoài biết tới đâu. Ở cách thị trấn Nhà Bàng về phía tỉnh biên chừng 8 cây số, sâu trong con đường mòn dẫn lên một quả đồi nhỏ có một nơi như vậy. Nói ra thì quả đồi đó cũng giống như một cái hòn đảo nhỏ với ruộng đồng bạc ngàn đang mùa ngập nước xung quanh. Nếu đến Tri Tôn, tỉnh biên vào mùa tháng 8, tháng 9 thì khi đứng trên núi Két, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy trắng xóa một màu do nước lũ. Lũ thời nay không còn đáng sợ như xưa, chỉ là dâng nước lên đồng cho cá tôm sinh sôi nảy nở rồi rút đi sau khi đã lắng đọng lại lớp phù sa. Mùa này săn đồ đồng nấu lẩu mắm lai trai bên bờ ruộng hay một cái sàn nước bờ kè gì đó thì phải gọi là rất chí. Người dân ở đây gọi quả đồi đó là đồi Năm, do nó thuộc sở hữu của ông Năm Tràm. Xung quanh ngọn đồi đó là một rừng tràm rất rộng. Đứng từ quốc lộ nhìn vô thì thấy chỗ tiếp giáp giữa đồng ruộng và rừng tràm có một cái láng nhỏ. Cứ tối tối người ta thấy ông Năm mắt võng nằm ở đó. Kế bên còn có cây đèn bão, thỉnh thoảng có vài người bơi xuồng tới, có vẻ như là người đi bắt ếch, nhái gì đó, vì chỉ thấy họ lẫn vào trong rừng tràm, có khi một lát quay trở ra, khi thì tới sáng ngày hôm sau. Ai khi bơi xuồng đến gần chỗ ông Năm đều thấy họ ghé xuồng lại rồi nói: Bữa nay trăng sáng, thằng Lặng có một đuôi không? Mỗi lần nghe ai nói câu đó, ông Năm vẫn nằm im trên võng, tay phe phẩy cái quạt rồi nói: Đuôi thằng Lặng ngày nào cũng rụng, có điều nhỏ quá không ai thấy. Thường thì sau câu nói của ông Năm, vị khách sẽ trả lời: Ui, nhỏ thì dùng mắt bồ câu mà nhìn, xa thì dùng chân trắng mà đi. Đoạn hội thoại đến đây, ông Năm sẽ ngồi dậy hỏi một câu khác bất kỳ, dĩ nhiên bằng một thứ ngôn ngữ mà người thường không thể hiểu được, đó là lục ngữ. Tại sao ông Năm phải kỳ công như vậy? Lục Lâm là thế giới thần bí, tuy nhiên giữa thế giới hiện đại này thì ít nhiều cũng có người sẽ nghe về nó. Vậy thì làm sao tránh được cái bọn hiếu kỳ? Với lại thời buổi nào mà chẳng có những tai khoe mẽ, bình thường đã nổ banh nhà lòng, thử hỏi khi biết thêm một vài tuyệt kỹ Lục Lâm, họ còn nổ tới đâu nữa. Lục Lâm trơ vào miệng tụi này thì tuyệt chủng tới nơi. Không hẳn là trong giới Lục Lâm đều toàn thánh nhân sống khẳng khái đỉnh thiên lập địa, hoặc là trang nam tử hảo hán đại trượng phu. Dĩ nhiên là cũng có những tay làm một khoe mười, nhưng vào rừng tràm này, ông Năm là thiên tử, tuyệt nhiên không có chuyện dẫn người ngoài vô để lấy le. Tất cả đều phải là Lục Lâm hết. Vậy thì bên trong đó có cái gì mà đêm nào Lục Lâm cũng tụ về nhiều nhóm như vậy, bơi bằng xuồng ba lá đi vào rừng tràm đó? Chỉ có một đường vô,
quanh co qua những gốc cây rất to. Bơi sai đường thì mắc cạn trên lưng cá sấu ngay. Những tay Lục Lâm lâu năm thì bơi điệu nghệ, quạt một cái, chèo một cái, đẩy một cái, loáng đã tới nơi. Còn những tên mới vào đây lần đầu thì lóng ngóng hết sức. Tính ra từ bìa rừng vào tới bên trong cách nhau chừng 700 mét. Trong đó có một cái bến khác, nhưng không có ai nằm võng để hỏi thêm lục ngữ cả. Trên bến không đốt đèn điện mà chỉ dùng đèn lồng đốt đèn dầu ở bên trong. Trên bến cắm 6 cây sào, 3 cây treo đèn màu trắng, 3 cây treo đèn màu đỏ. Có một con đường lót đá thềm xanh dẫn tới một cái cổng làm bằng tre, nhìn như sắp đi vào một khu vườn tư gia nào đó vậy. Từ chỗ cổng trào đã nghe bên trong rất huyên náo, tiếng cười nói vang dậy. Tuy nhiên bị tán rừng giữ lại cho nên bên ngoài chẳng ai nghe thấy gì. Đẩy cửa ra thì thấy một cái quán nhậu với hơn 30 bàn. Bàn nào cũng 4-5 khách, ăn mặc trông hết sức bình thường. Nói thế nghĩa là ẩn sâu rừng cây và cái lối đi ra vẻ quái dị kia cũng chỉ là một cái quán nhậu bình dân. Vừa nghe có bàn nào đó gọi: "À, cho một dĩa đuôi thằng lằn hấp lá mía đi." Lá mía này không phải là lá mía trong động vật nhai lại, cũng không phải lá mía đường, mà là một loại cỏ. Trong sơ qua khá giống với lá mía đường, chỉ mọc duy nhất ở những mỏm đá treo leo xung quanh vồ Bồ Hông, núi Cấm An Giang mà thôi. Đuôi thằng lằn thì kỳ thực là thằng lằn nào cũng được. Tuy nhiên đặc sản ở quán này chỉ có loại đuôi mọc đầu tiên của thằng lằn núi. Loài này chuyên ăn trắng trết, phần thịt trên người rất là độc. Tuy nhiên đuôi thì không, đa phần chỉ bắt được những con đuôi bị đứt cho mọc mới ra. Loại đuôi này giá trị giảm hơn 1/4. Lục Lâm chẳng ai thèm để ý, bởi vì họ biết được nơi mà loài tích lĩnh này sống theo đàn hơn ngàn con, tha hộ mà tìm những con đuôi mới. Mỗi đuôi nặng ít nhất cũng 100 gram. Xét về chuyện đồ ăn thức uống, Lục Lâm có tiêu chuẩn khắt khe nghiêm ngặt hơn người thường rất nhiều. Lý do là bởi vì họ khai thác được những sản vật vượt xa tưởng tượng của người ta, với những đặc tính bổ dưỡng và có lợi. Lấy ví dụ như nhân sâm, trong giới Lục Lâm coi chẳng khác gì cái củ cải cả. Bởi vì nhân sâm chỉ nghiêng hẳn về một đặc tính, ứng dụng chẳng được bao nhiêu. Mua nhầm đồ dởm còn hại thân thêm. Chỉ bằng chịu khó lặn lội vô U Minh tìm rễ của loại cây tên là đậu gà, đem về phơi khô rồi trang chung với đậu que, ngâm rượu đặc chế, chôn xuống dưới đất phải hơn 90 ngày thì công dụng vượt trội hơn hẳn. Trong việc bắt động vật để chế biến đồ nhậu cũng vậy. Lục Lâm là một cộng đồng kiếm ăn dựa hoàn toàn vào tự nhiên, cho nên ai cũng ý thức được rằng ăn hôm nay nhưng nhớ chừa cho ngày mai. Vì nếu khai thác hết rồi thì làm gì còn nữa để mà ăn. Những điều này Lục Lâm duy trì tới bây giờ. Suy cho cùng cũng nhờ Mạc Hải Vinh là người đã vạch ra nề nếp. Chứ nếu không với bản tính giang hồ thì hẳn đã tuyệt chủng. Lục Lâm có lẽ cũng chỉ còn là truyền thuyết mà thôi. Về đồ uống, Lục Lâm dĩ nhiên thích rượu hơn hẳn bia. Những hãng bia đường nào mà vô đây bán được. Loại rượu nổi tiếng nhất là rượu Ngọc Trai Định Sơn Tửu. Nói Ngọc Trai cho sang, chứ thực ra đó là những phần xương lội gọi là ngọc của cá sấu. Loại cá sấu U Minh, nghe nói dùng ngọc đó ngâm rượu sẽ ngon hơn những loại khác. Quán nhậu nằm sâu trong cái rừng này, thực ra nó không có tên. Người ta muốn rủ nhau tới đây thì hoặc là nói tới chỗ ông Năm Trạm, hoặc nó ngắn gọn hơn là đi Lục Quán. Có vẻ khách hàng thích chữ Lục Quán hơn, vì nó thể hiện rõ đặc điểm khác biệt nhất của nó. Quán nhậu toàn là dân phiêu bạc giang hồ, ai cũng có thể đào giếng hoặc đập miễu, gió nghệ ít nhiều cũng ghê gớm. Vậy mà ít khi chỗ này có đánh nhau. Xích mích không phải là không có, nhưng ai cũng sợ Năm Trạm một phép. Bởi một bận lão đập cho hai bàn định va chạm tới bơ phợ. Năm Trạm dõng dạc nói: "Nè, ngày xưa con tỷ với thằng Sâm đó, con phải gọi tao một tiếng Anh
dăm ba thằng con nít như tụi bay á, thì tối cái gì. Vậy đó, nên ai cũng sợ, chẳng dám quậy ở trong này. Cùng lắm thì phải bơi xuồng ra hết khu rừng, khi tới gần quốc lộ mới giải quyết nhau. Chuyện đó thì ông Năm mặc kệ. Có một đặc tính của nơi này cũng tương đồng với quán nhậu ở bên ngoài, đó là thông tin. Trụ vào thì lời ra. Ban đầu là những câu hỏi xã giao, ngà ngà rồi thì nói về những tin đồn, xỉn rồi thì bàn kiếm mối làm ăn. Mà thú vị nhất là khúc tin đồn. Lục Lâm ít khi biết được chuyện của nhau, nên mấy vụ tin đồn này chiếm một thời lượng khá lớn của họ. Mà cũng phải thôi, bởi vì trong cuộc sống bình thường mà chúng ta đã bị những tin đồn lá cải làm cho sao nhãng. Vậy thử hỏi trong chốn quyền bí, những tin đồn nghe nó còn thú vị tới giường nào. Ê mày, hôm bữa tao nghe Tú Linh đệ Lục tỷ cùng với thằng Hùng đi kiên lương rồi. Trời đất ơi, anh Hùng mà mày dám kêu thằng ha, tao giả cho bây giờ đó. Một bàn khác thì lại đang bàn. Nè nè nè, có ai nghe nói Thiên Hổ Phụ xuất hiện chưa? Ủa mà Hùng nào, phải Hùng bonsai chỗ chú Bảy xăm 5 năm trước không? Chú Bảy chết uổng ghê hả mày? Chứ giỡn hoài, tao nghĩ dễ gì ông chết. Tao còn nghĩ rằng thập đồ đệ đều là giả chết hết, hoặc là giả khùng vì một chuyện gì đó thôi. Ừ, vì ai chứ? Chỉ của Lý Tổ Sư. Ý ông là Lý Tổ Sư cũng còn sống hay sao? Mà sao bọn họ cứ phải giả chết vậy chứ? Thôi ai biết được. Nói rồi họ lại cùng ly ngậm ngùi. Nhắc lại thập đại đồ đệ thì cái chuyện cô Tám mỗi lần nghe kể là tôi nấu ruột. Ừ, sao mấy người đó ai cũng làm tôi sợ hết, duy chỉ có cậu Hai thôi. Lúc nào cũng vậy, khi quán đã về khuya, trong số các bạn nhậu thế nào cũng có người thắc mắc hoặc nhắc về cậu Hai. Người đó là tam ca của thập đồ đệ. Nghe kể về cậu Hai, lần nào cả quán cũng xôn lên với những tiếng cụng ly. Hình như đó giờ chưa ai thấy được mặt của cậu Hai hả? Ờ, chắc có mấy sư huynh đệ tỷ muội của ông mới thấy thôi. Tôm tép như mình thì tới chừng nào. Nè, lần đó tao đi đập miễu ở Trà Vinh, chút xíu nữa là bị miễu giật. Lúc đó thì thấy cậu Hai, ông đứng từ xa giúp tao xong rồi cũng quay đi. Ủa, vậy từ xa sao mới biết cậu Hai được? Thì giờ tao nghe đồn ông có pháp nhãn phát sáng cả ngàn thước mà. Ai thập đồ đệ bí mật nhất thì hay nghe người ta nói về cậu Hai Võ Trường Vân với cậu Tư Rồng. Còn chính danh thì tao thấy ông cũng bá đạo mà hơi lặng tiếng lắm đâu nha. Hey, nhắc chính danh tao mới nhớ, có nghe nói về đồ đệ đầu tiên của ông chưa? Con nhỏ đó nghe đâu là đào giếng, nhiều người ví nó như cậu Tư đó. Chiếc trò nhiều người dễ dãi quá, trình cậu Tư thì phải khác chứ. Ờ, chừng nào mà nó đảo chiều mạch Thất Sơn được đi thì lúc đó tao mới sợ. Một bàn khác thì thì thầm. Ê, nghe nói Địa Long Phụ xuất hiện kìa. Trên bàn đó lập tức nhao nhao lên. Cái gì? Phụ nghe nói hơn trăm năm nay mới có lại đó. Ừ, biết ai sở hữu không? Ừ, nghe đâu loáng thoáng là một người của Tứ Trấn thôi. Ờ, nếu vậy thì có khi Tứ Phụ hội ngộ được đó. Không Quy thì nghe đồn đã truyền cho người khác, còn Hải Phượng thì bạc tâm, mặc dù biết có người khai rồi. Một người trong bàn thở dài. Đúng là Tứ Trấn, mỗi lần xuất hiện ra đều có đồ chơi thứ dữ khèn người ta hết. À, còn về Na Long Hội, nghe nói đang trục trịch trở lại, săn lan quá trời kìa. Cái gì? Săn lan đã khó rồi, bây giờ còn phải cạnh tranh với bọn nó nữa sao? Nè, mày xạo xạo hoài, cái lúc mày chưa đẻ ra thì nó đã biến mất rồi, có biết tụi nó có năng lực ra sao đâu. Một người nâng ly trầm ngâm lại nói. Lần đó tao có đụng một nữ quái,
tự nhận là Na Long Hội. Nè, không có đùa với năng lực của tụi đó được đâu. Quán của ông Năm Trạm lúc nào cũng vãn khách từ sáng sớm. Nếu có chuyện thì ông vào giải quyết, không thì ông cứ nằm trong võng mà phe phẩy cái quạt, ngắm trăng nước, lúc thì hút thuốc rê, gãy dài điệu tân cổ, rồi than ngắn thở dài. Biết đâu được với bản lĩnh của một lão niên lục lâm, ông cảm nhận được những chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Ông buông ra một tiếng than trời. Thì đúng lúc này, tại Ca Lâu Thành, Hùng Bonsai thi triển Tịnh Độ Vãng Sanh Pháp Chú. Quán nhậu đang xôm thì Năm Trạm đi băng băng vô kêu lớn: Nè, quán đóng cửa, tất cả giải tán, đi về nhanh, tao cho 5 phút đó. Không ai dám cãi, ngay cả Lục Lâm đang đi nặng, đi nhẹ, nghe ông Năm quát lớn như vậy thì bưng quần mà chạy đi nhanh. Không ai biết lý do tại sao ông Năm lại đuổi về hết như vậy. Chỉ thấy cái bàn kế bên ông đã bày sẵn 4 cái bình rượu. Ngồi đó có 3 người bịt mặt, pháp khí tỏa ra không thể giấu được. Rõ ràng họ là đại cao thủ. Lục Lâm đã tới hồi biến động.